Lộ hình ảnh Thiên Ân tham gia sau nhập ngũ cùng Võ Hoàng Yến. Đương kim Mr. Việt Nam Đoàn Thiên Ân là nàng hậu được biết đến với tính cách thân thiện, hòa đồng và hài hước. Đây là những nét tính cách rất dễ phù hợp để khai thác cho các chương trình truyền hình thực tế. Từ lâu, người hâm mộ đã mong muốn mỹ nhân gốc Long An sẽ có cơ hội được tham gia vào những chương trình kiểu này. Chính vì vậy, thông tin rò rỉ Hoa hậu Thiên Ân sẽ tham gia nhập ngũ tại một chương trình thực tế đã khiến các fan đứng ngồi không yên. Mới đây, hình ảnh được cho là dàn cast của chương trình sau nhập ngũ đã được lan truyền ra ngoài. Theo đó, netizen tinh ý soi được Hoa hậu Thiên Ân cũng là một trong số những mỹ nhân sẽ tham gia nhập ngũ tại chương trình này. Đây được xem là show truyền hình thực tế đầu tiên mà nàng hậu gốc Long An có cơ hội được xuất hiện từ sau khi đạt được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022. Bên cạnh đương kim Miss Grand Việt Nam, một vài mỹ nhân khác cũng được fan nhận thấy trong khung hình là Võ Hoàng Yến, mỹ nhân 9X, Trang Hí, Mai Âm Nhạc, Thùy Anh, Nhã Phương, Linh Ngọc Đàm. Đây đều là những cái tên có sức hút và mang lại sự giải trí cao cho khán giả. Chính vì vậy, cùng với tính cách nhiệt tình và hài hước của Thiên Ân, người hâm mộ hy vọng sẽ được nhìn thấy những màn quậy đục nước của các người đẹp trong chương trình thực tế này. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi Kênh TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.